Thank you.
Cứ tắt quạt này đi rồi thôi vậy. Trời. Quạt máy mà đâu. Giờ nào mình sử dụng mấy cái thiết bị điện á có nguy hiểm. Thiết bị mà nấu hầm nấu nấu rồi á. Coi cái cho tôi nè. Có. Gì? Đi đâu? Đi không? Để rải ra cho. Đợi xíu đi. Chưa đi liền không? Ừ. Rồi ok, để chờ 10 phút nữa. Làm xong rồi. Đồ ăn không có được. Wow, hóc đã